đã quan tâm theo dõi kênh Tin Mới 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới hấp dẫn được kênh Tin Mới 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục bản tin thể thao mới nhất 24 giờ hôm nay. Huấn luyện viên Incheon United mang tin vui tới cho Công Phượng. Huấn luyện viên John Anderson của Incheon United đánh giá cao tài năng của tiền đạo Công Phượng và khẳng định sẽ trao nhiều cơ hội cho tiền đạo này. Quý vị và các bạn thân mến, huấn luyện viên John Anderson đánh giá cao tài năng của tiền đạo Công Phượng và muốn giúp cho tiền đạo đội tuyển Việt Nam có thời gian để mà hòa nhập với đội bóng mới, tránh trường hợp bị quá tải. Ông chia sẻ rằng, Công Phượng mới hội quân được 3-4 ngày và 2 tuần trước đó cậu ấy đã không tập luyện. Tôi không muốn cậu ấy bỗng chốc phải tập luyện với cường độ quá lớn. Cái cậu ấy cần bây giờ là thời gian. Tôi cũng không ép buộc cậu ấy phải chơi tưng bừng ngay trong những trận đầu tiên tại Kaklis. Tôi đã nói với Phượng, cứ bình tĩnh, từ từ cải thiện mọi thứ. Tôi sẽ cho cậu ấy thời gian đủ để hòa nhập với Kaklis. Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn, huấn luyện viên Anderson khẳng định mục tiêu của Incheon United mùa giải này là lọt vào top 6. Ngoài ra bên cạnh việc theo đuổi lối chơi tấn công, ông cũng muốn hàng thủ đội bóng phải chơi tốt hơn. Trước đó, ông Anderson từng hết lời khen ngợi tài năng của tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Công Phượng có điểm mạnh về tốc độ, sự bùng nổ và khả năng rê bóng. Cậu ấy sở hữu những kỹ năng chơi bóng tuyệt vời và đã chứng minh khả năng của mình ở ASEAN Cup. Gặp bên Incheon, Công Phượng ngay lập tức thể hiện bản lĩnh của một trong những tiền đạo hàng đầu Việt Nam bằng việc ghi bàn thắng trong trận hòa 2-2 của đội bóng này với Busan FC trong trận giao hữu mới đây và được huấn luyện viên Incheon đánh giá rất cao với nhiều lời khen ngợi. Công Phượng sáng cửa đá chính hơn Lâm Tây, Xuân Trường. Quý vị và các bạn thân mến, cả ba tuyển thủ Việt Nam xuất ngoại đều đã có những trận đấu ra mắt câu lạc bộ mới. Trong khi Công Phượng lập công cho Incheon United, thì Đặng Văn Lâm và Lương Xuân Trường lại mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến bàn thua của đội nhà. Ngay ở trận đấu đầu tiên cho Incheon United, Công Phượng đã ghi dấu ấn khi ghi được một bàn thắng giúp đội nhà hòa 2-2 trước Busan Hubiko FC. Đây là trận giao hữu trước thềm mùa giải Kaklis Classic 2019 của Incheon United. Trận đá tập kể trên của Incheon United là trận đấu kín và không có sự góp mặt của giới truyền thông Hàn Quốc. Tuy vậy, Công Phượng vẫn nhận được cơn mưa lời khen sau bàn thắng đầu tiên trong màu áo Incheon United. Công Phượng gia nhập Incheon United mới được một tuần và có 3 buổi tập cùng với đội bóng mới, với bàn thắng vào lưới đội bóng hạng 3 Busan Hubiko. Công Phượng được cho là đang hòa nhập tốt ở Incheon United và sẵn sàng cạnh tranh suất đá dính trên hàng công của đội bóng cũ Lương Xuân Trường. Nhưng trái với kỳ vọng cao từ người hâm mộ, huấn luyện viên John Anderson của Incheon United đã chính thức lên tiếng về bản hợp đồng với Công Phượng. Dù chính ông John Anderson là người đưa ra lời đề nghị chiêu mộ Công Phượng với ban lãnh đạo đội bóng, nhưng vị chiến lược gia sinh năm 1963 này cho rằng tiền đạo đội tuyển Việt Nam vẫn cần có thêm thời gian để có thể nhận được suất đá chính ở Incheon United. Huấn luyện viên John Anderson chia sẻ trên Incheon Inbo rằng sự kiện ra mắt Công Phượng còn hoành tráng hơn cả Cristiano Ronaldo. Nhưng theo tôi, sẽ không tốt cho Công Phượng nếu chúng ta đặt kỳ vọng quá cao vào cậu ấy ngay từ đầu mùa giải. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng, nhưng chúng tôi cần phải thêm thời gian để điều chỉnh và dành nhiều lời khuyên cho cậu ấy. Tôi khá lo lắng nếu chúng ta mong muốn cậu ấy ra sân và tỏa sáng ngay lập tức. Mọi người cứ bình tĩnh và nếu thấy Công Phượng ngồi dự bị ở những trận đầu tiên của mùa giải thì cũng đừng có buồn. Cũng như Công Phượng, Đương Xuân Trường và Đặng Văn Lâm vừa có trận đấu ra mắt Buriram United và Muangthong United ở Thái Lan. Nhưng có điều cả Trường và Lâm đều phạm phải những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến các bàn thua của hai đội bóng Thái Lan. Tuy nhiên, cơ hội ra sân ngay ở những vòng đấu đầu tiên của Lương Xuân Trường và Đặng Văn Lâm tại Thái Lan 2019 lại được cho là cao hơn Công Phượng rất nhiều. Theo chia sẻ của trang chủ Thái Lan, Lương Xuân Trường và Đặng Văn Lâm lọt top 9 bản hợp đồng đình đám nhất của mùa giải 2019. Với Đặng Văn Lâm, câu lạc bộ Muangthong United đã chi đến 500.000 đô la, hơn 11 tỷ đồng để chiêu mộ thủ môn số 1 Việt Nam, chắc chắn không chỉ để làm đẹp bằng ghế dự bị. Tại buổi lễ xuất quân mùa giải 2019 mới đây của Muangthong United, Đặng Văn Lâm còn được trao chiếc áo số 1 và vị trí số 1 trong khung thành câu lạc bộ đại gia Thái Lan dường như đã thuộc về thủ môn đội tuyển Việt Nam. Còn với Lương Xuân Trường, huấn luyện viên Pandovic của câu lạc bộ Buriram United đánh giá 64 phút thi đấu đầu tiên của tiền vệ gốc Tuyên Quang cho đội bóng Thái Lan không đến nổi tệ. Ban lãnh đạo Buriram United đánh giá rất cao tài năng của Lương Xuân Trường và trả mức lương cao nhất trong Nam Á. Theo lời người đại diện Lee Jong Sun, cho tiền vệ sinh năm 1995, chắc chắn không chỉ để làm phương án thứ hai, thứ ba ở hàng tiền vệ.
Inter United của con Phượng có trận mở màn khai lịch 2019 trước Jeju United vào ngày 2 tháng 3. Buriram United của Xuân Trường tiếp với Chonburi FC ở vòng 1 thái lịch 2019 vào 19 giờ ngày 23 tháng 2. Một ngày sau, Wellington United của Đặng Văn Lâm gặp Rajuab trên sân nhà vào lúc 18 giờ ngày 24 tháng 2. Công Phượng nói rằng, thầy Bắc nói hãy gọi điện khi gặp khó khăn ở Hàn Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, chiều cao 1m68 không hề khiến cho Công Phượng kém tự tin. Anh khẳng định rằng, mình muốn phá vỡ định kiến về những cầu thủ thấp bé và chinh phục bóng đá Hàn Quốc dưới màu áo Incheon. Công Phượng đã trải qua tuần tập luyện đầu tiên cùng với câu lạc bộ mới Incheon United. Ở lần thứ hai xuất ngoại, sau thành công rực rỡ của các đội tuyển Việt Nam, hành trình của Công Phượng tỏ ra suôn sẻ hơn nhiều. Tiền đạo thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai đã chia sẻ với báo giới Hàn Quốc sau những ngày đầu tiên ở nước bạn. Anh đã hai lần đối đầu và thất bại trước các đội tuyển Hàn Quốc trong năm ngoái. Anh nghĩ gì về điều đó? Nếu có một đội thắng, đương nhiên phải có đội thua. Chúng tôi đã bước vào trận gặp Hàn Quốc với quyết tâm cao độ nhưng không giành được kết quả như ý. Có tin trận siêu cúp giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã bị hoãn lại, Phượng có thấy tiếc không? Tôi rất tiếc vì trận đấu ấy đã bị hoãn lại, nhưng tôi nghe được thông tin rằng trận cầu đó sẽ được tổ chức lại trong tương lai. Tôi rất chờ đợi vào điều đó. Từng đối đầu với Son Heung-min, anh nghĩ gì về cầu thủ này? Son là một cầu thủ xuất chúng, anh ấy cực kỳ kỹ thuật, di chuyển chiến thuật hoàn hảo. Tôi muốn trở thành một cầu thủ giỏi hơn bằng cách học hỏi từ những kỹ năng của Son. Năm ngày đầu tiên cùng với Incheon có để lại cho anh nhiều ấn tượng hay không? Tập luyện với các cầu thủ Hàn Quốc rất vui. Văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng. Tôi cũng thích đồ ăn của Hàn Quốc, khẩu vị rất hợp với tôi, đặc biệt là món bulgogi, thịt bò Hàn Quốc rất ngon đấy. Anh nghĩ sao về việc xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam? Tôi hy vọng thành tựu của chúng tôi ở Kelly sẽ tạo ra động lực cho các cầu thủ Việt Nam, giúp nhiều người ra nước ngoài chơi bóng hơn. Là một cầu thủ Việt Nam, tôi sẽ cố gắng trở thành cầu nối giữa bóng đá Việt Nam với Hàn Quốc. Anh chỉ cao 1m68, điều đó sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh ở Kelly rất khó khăn đấy. Tôi không cao bằng các cầu thủ Hàn Quốc, nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn. Tốc độ, kỹ thuật và kinh nghiệm mới là những thứ quan trọng hơn. Tôi tự tin vào kỹ thuật và tốc độ trong không gian hẹp của mình. Tôi muốn phá vỡ các định kiến đó. Hãy nói về huấn luyện viên Park đi. Ấn tượng đầu tiên khi anh gặp ông ấy là gì? Thực ra ấn tượng ban đầu của chúng tôi về huấn luyện viên Park Hang-seo là sự nghiêm khắc. Nhưng đó là sự nghiêm khắc trên sân tập. Khi trận đấu kết thúc, ông luôn quan tâm tới từng cầu thủ. Chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ ông. Các cầu thủ đều ấn tượng bởi huấn luyện viên trưởng. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được. Tất cả đều muốn cố gắng, muốn đền đáp cho thầy. Chúng tôi thấy huấn luyện viên Park Hang-seo ôm anh trong ngày ra mắt Incheon. Ông ấy đã nói gì với anh? Thầy động viên tôi, bảo tôi phải cố gắng tập luyện chăm chỉ và đạt kết quả tốt ở Incheon. Thầy bảo bất kỳ lúc nào gặp khó khăn ở Hàn Quốc, hãy gọi điện hoặc là gửi thư cho thầy. Thầy hứa sẽ luôn ưu tiên việc giúp đỡ tôi. Ngã ngửa với quyết tâm của Công Phượng khi đầu quân cho Incheon United. Quý vị và các bạn thân mến, đến với môi trường bóng đá mới tại Kelly, Nguyễn Công Phượng luôn nuôi dưỡng khát khao được chinh phục và giỏi lên từng ngày khi anh lấy siêu sao Hàn Quốc Son Heung-min làm tấm gương để học tập. Công Phượng chuyển đến Hàn Quốc thi đấu là canh bạc, nhưng độ rủi ro đã giảm đi nhiều so với ngày anh đến Nhật Bản 3 năm trước. Anh đến Hàn Quốc sau một năm đại thành công cùng bóng đá Việt Nam. Chuyến đi tới Nhật Bản chưa thành công nhưng cũng không khiến cho Công Phượng nhục chí. Công Phượng sẽ khoác áo số 23 của đội bóng mới, tận dụng tối đa khoảng thời gian một năm ở Hàn Quốc để chứng minh trình độ. Cùng với Văn Lâm và Xuân Trường, Công Phượng là một trong ba đại sứ của bóng đá Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2019. Tôi thấp hơn các cầu thủ Hàn Quốc, nhưng không quá quan trọng. Chiều cao không phải là tất cả. Tiền đạo có thể không cao, nhưng thay vào đó họ có kỹ thuật, tốc độ và kinh nghiệm. Tôi tin vào kỹ thuật và tốc độ xử lý trong không gian hẹp. Tôi đến Incheon United vì muốn phá vỡ định kiến về cầu thủ Việt Nam. Trí thức trẻ dẫn lời Công Phượng trả lời cho báo chí Hàn Quốc. Tôi hy vọng sự phát triển của bóng đá Hàn Quốc sẽ kích thích các cầu thủ Việt Nam và cho phép nhiều cầu thủ khao khát muốn ra nước ngoài chơi bóng hơn. Là một người Việt Nam, tôi sẽ cố gắng trở thành một cầu thủ giỏi để có thể giới thiệu bóng đá Việt Nam đến với bạn bè Hàn Quốc cũng như cả châu Á. Tôi muốn hoàn thành được một điều có tên gọi là giấc mơ Hàn Quốc. Anh chia sẻ thêm, Son Heung-min thật sự rất giỏi, kỹ thuật và ý thức chiến thuật của anh ấy thật tuyệt vời. Tôi muốn trở thành một cầu thủ như vậy bằng cách học hỏi chính anh ta. Hành trang của tiền đạo 24 tuổi sang Hàn Quốc là kinh nghiệm 4 năm thi đấu đỉnh cao, nhưng ra nước ngoài thi đấu vẫn còn nhiều trắc trở tiềm ẩn. Công Phượng được hỏi về điều này và anh nhắc đến huấn luyện viên Park Hang-seo.
Khi sang Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cổ vũ tôi hãy tập luyện chăm chỉ và đạt kết quả tốt với Incheon United. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn ở Hàn Quốc, huấn luyện viên Park sẽ sẵn sàng nhận thư hoặc cuộc điện thoại từ tôi và hứa rằng sẽ giúp đỡ tôi ngay lập tức. Cả hai từng có cuộc đối đầu tại ASEAN 2018 trên đất nước Indonesia. Olympic Hàn Quốc giành chiến thắng 3-1 ở trận bán kết môn bóng đá nam. Nếu một đội chiến thắng, một đội sẽ phải ngậm ngùi vì thất bại. Olympic Việt Nam đã thua Olympic Hàn Quốc do sức mạnh chênh lệch. Thực tế là vậy, tiền đạo của Việt Nam nhớ lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.